À, game này là có Penny cơ ông ấy. Tôi lại bắt bài quá, ông Penny lại định gọi là làm cho con bò tôi ở đầu game đúng không? Nhưng mà tôi khôn lắm anh em ạ, ăn thật nhanh, nhanh lắm rồi. Penny làm sao ăn được bùa bằng heo cớt ý, trời ơi. Không ăn con kia nhỉ. Ê, tay nhân Alan tự sắc phải anh em ạ. Ừ rồi, nhưng mà ui dồi ôi, thằng tốt mỡ chơi bằng não chứ có phải là nó chơi bằng tay đâu. Penny đồ thoại, ui Penny kìa. Ôi giời ơi, cầu cướp được cái con bùa tìm a cay. Ui đu kìa, ui biết đu đấy. Ui trời ơi. Ảo chỉnh cái game ạ. What's up, xin chào anh em quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của tôi mỡ để mà đến với gameplay về heo cớt. Nhưng nội dung chính ở đây không hẳn là về heo cớt, bởi vì anh em có thể nhìn thấy đối thủ của mỡ trong trận đấu này là có Fanny. Và cái điều đầu tiên anh em cần phải lưu ý để mà có thể counter đi được Fanny, tránh Fanny có những cái tình huống mà cái vị tướng này ăn bùa tím ở bên phần rừng của team bạn, đu sang bùa đỏ của team ta để mà cướp, đó chính là chúng ta lúc nào khi mà đối đầu với Fanny cũng phải khởi đầu ăn đi cho mình đó là cái bùa đỏ trước anh em ạ. Và với cái việc ăn bùa đỏ, anh em nhìn này đấy, thằng Atlas nó bị lỡ trơn ngay, nó tưởng mượn ăn bùa tím anh em ạ. Nhưng không, khi mà mượn ăn bùa đỏ rồi sau đó mượn ăn bùa tím ý, là mượn có thể ăn được trọn vẹn cả hai bùa đấy. Gặp mấy con Fanny biết chơi là anh em thấy cái tình huống vừa xong không? Nếu như mà tình huống vừa xong ý mà mỡ ăn đi cho mình đó là cái bùa tím rồi sau đó mỡ mới ăn cái bùa đỏ thì con Fanny bên phần rừng của team bạn nhá, nó ăn rất nhanh và sau đó nó đu dây rất giỏi, xong nó đu dây một mạch sang bên phần rừng của team mỡ ở cái bùa đỏ. Nhưng bởi vì mỡ đã ăn đi cái bùa đỏ trước đó và sau đó mỡ ra mỡ ăn cái bùa tím rồi, cho nên là cái con Fanny này nó bị mất 1/2 nội năng trong cái việc đi tìm mỡ và qua đó nó sẽ không thể nào bắt được mỡ anh em ạ. Đấy là cái điều mà anh em cần phải lưu ý khi mà đối đầu với Fanny. Đây sẽ là một cái tình huống mà mỡ xung quanh đường dưới chắc chắn rằng team bạn hết mất skill rồi, khi mà Atlas còn rất thấp máu, anh ta mới chỉ level 2 mà thôi. Tiếp đến là cái vị tướng Melissa bị mỡ xiên trúng, bị mỡ dùng trừng phạt viêm hỏa cao cho 3k và đó là cái mạng thứ hai của mỡ khởi đầu tốt hơn là Fanny ở trong cái trận đấu này. Fanny trận này là một cái con Fanny biết chơi nha anh em, tưởng tượng nhá, đu sang bùa đỏ bên phần rừng của mỡ tìm mỡ, tìm không ra mỡ nó đu tiếp sang bên phần bùa tím nó mới thấy mỡ, thì điều này chứng tỏ là nó rất biết đu và nó rất biết chơi. Nhưng nếu như mà anh em làm theo cái cách chơi giống như mỡ trong cái trận đấu này, đó chính là thấy Fanny phát lúc nào cũng phải ăn bùa đỏ, thấy Fanny lúc nào cũng phải ăn bùa đỏ rồi sau đó anh em ăn bùa tím thì cái khởi đầu game của anh em nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Chứ nếu cái tình huống vừa xong anh em ăn bùa tím ý, anh em về bùa đỏ con Fanny nó đứng trong bụi nó dình sẵn, nó bắt đầu spam bùa thì ôi rồi ôi, cái lúc đấy thì anh em tiền đình đấy. Về cơ bản mỡ không phải là một cái người chơi Fanny quá là hay và quá là giỏi, mỡ chơi Fanny rất kém, nhưng mỡ hiểu được cái cơ chế và cái cách chơi, cách đi đường của những cái con Fanny ở trong solo rank, cho nên là mỡ đã có được một cái tình huống outplay Fanny ở giai đoạn đầu game. Và với việc có được hai mạng hạ gục ở thời điểm hiện tại thì cái hành trình lên những cái món đồ mà lát chút xíu nữa thôi mỡ coi Fanny như cỏ rác anh em ạ, thì nó đang trên hành trình nó bắt đầu rồi. Trận đấu này thì mỡ sẽ lên cho mình đó là cái trang bị kiếm diệt quỷ dĩ nhiên rồi, coi tầm của heo cướp là kiếm diệt quỷ anh em nhá. Sau đó sẽ là cái trang bị lưỡi liềm thợ săn, đây sẽ là một cái tình huống mà mỡ muốn bắt vào vị trí của ơi không ổn rồi anh em ơi. Không thể nào mà có được cho mình một cái tình huống dồn sát thương khi mà Vayu anh ta đã lùi quá sâu và cái đao của mỡ có vẻ như là không đủ để mà có thể dồn sát thương lên người chơi pháp sư bên phía của team bạn, nó đang là khá khó. Ok, để mỡ xem ở trong cái tình huống này nó sẽ là như thế nào. Rồi ok, để xem đường trên có bớ được vào đó là cái vị tướng Curling không, chắc là bớ được, không có chiêu cuối. Tuy nhiên là mỡ có được cho mình một cái tình huống dồn sát thương là chuẩn. Và không chuẩn lắm anh em ạ, bởi vì mỡ phát đấy dồn sát thương hack não. Nhưng Kling anh ta không chịu về, anh ta muốn có được một cái tướng 1v1 với cái con Bruno, cho nên là mỡ xiên trượt, tuy nhiên là vẫn đủ đam để cào tay. Ô, Fanny ở đây, ui Fanny spam mua, ui mỡ đừng khéo lắm. Cái cột mốc này nó là cái cột mốc rất khó chịu. Và Fanny có vẻ như là mặc dù anh ta biết chơi
nhưng anh ta đi ganh nó là hơi khó. Trận đấu này Mỡ vẫn đang là người giúp cho team Mỡ vượt lên dẫn trước về những cái chỉ số mà hạ gục cũng như là ăn đi cho mình, đó là những cái con rùa. Nhưng mà ở đường dưới là Mỡ đang có vẻ như là thăm hơi khó. Mỡ đang muốn thăm lại một lần nữa ở đường giữa, bởi vì lúc nãy Mỡ bắt hụt anh em ạ. Mỡ bắt hụt cho nên là Mỡ cay lắm, nên là Mỡ muốn bắt lại một lần nữa vào cái vị tướng Veo này. Veo là một trong những vị tướng mà không có thanh tẩy rất dễ dắt, rất là dễ bắt. Nhưng mà có vẻ như là đường dưới đang có giao tranh nhiều hơn, trong khi đó đường trên đang đánh nhau. Thôi chúng ta trả nấp nữa anh em ạ, chúng ta ra dọn nhanh thật nhanh cái đợt lính này, rồi sau đó chúng ta xuống đường dưới để mà tham gia giao tranh cùng với team trên nấp. Ở đây có ai đâu, tụi nó xuống đường dưới hết rồi. Mỡ đã thấy cái điều đó, nhưng ở thời điểm hiện tại trên người Mỡ không có tí stack nào cả. Nhưng không sao, dùng chiêu quế sẽ được một stack đấy, tốc biến và sẽ được thêm stack nữa. Và dồn sát thương đến từ vị trí của Vều vô lên bảng điểm số, áp đảo đối phương đã là có đến từ Mỡ. Một pha lao vào có thể nói là hơi trễ đến từ vị trí của Mỡ, chưa tích được sẵn stack, nhưng về cơ bản cũng có được mạng thì thôi, có con hơn không anh em ạ. Đánh cái con heo cướp này thì anh em cần phải lưu ý rằng là lúc nào chúng ta cũng phải tích lũy từ 4, tối thiểu là 3 anh em ạ, và tối đa là 4 stack cộng dồn, sau đó anh em bắt đầu mới lao vào dồn sát thương anh em nhá. Chứ anh em chơi giống như Mỡ trong cái tình huống vừa xong ấy mà không có tí stack nào thì rất may là về cơ bản là cái con heo cướp này nó đã được boost sức mạnh. Đó là anh em dùng chiêu cuối với anh em dùng chiêu 1 và chúng cái địch ấy, thì nó sẽ có được cho mình những cái stack lên đến từ chiêu 2. Nhưng mà ngày xưa là không có đâu anh em ạ, ngày xưa anh em vẫn phải đánh đủ 4 đồ đánh tay đấy. Nhưng không sao, khởi đầu của Mỡ về cơ bản vẫn đang là ổn. Trận đấu này thì Mỡ, ôi ông Mia 1-4 rồi, ông Bruno 0-1 rồi, hai ông xạ thủ hai đầu. Đấy là lý do tại sao Mỡ phải đi ganh rất là mệt anh em ạ. Mỡ vừa phải lên đường trên ganh cho Bruno, vừa phải xuống đường dưới để ganh cho Mia, và Mỡ không tập trung ganh ở cái đường nào cả. Trong khi đó thì ở đường dưới kìa, thằng Alan nó bảo kê cho con Melissa kìa, nó trời tới nái luôn. Liên tục là mà hạ gục được nhồi vào vị trí của Melissa, điều này làm cho Mỡ bắt buộc phải xuống đường dưới anh em ạ. Không xuống là không được rồi. Đây sẽ là cái tình huống đi tìm vào vị trí của Atlan hoặc Melissa, tùy. Ồ Melissa, như vậy là xong rồi anh em ạ. Một xiên vào, đó là Melissa lên bảng điểm số, nó không nói nhỡ. Đứng ở trong bụi ẩn thân đến từ Atlan này, và ôi tầm này nó xanh quá rồi anh em ạ. Tầm này con heo cướp nó xanh chín thì team bạn xanh cỏ rồi anh em ơi. Cũng cùng là một màu xanh nhưng mà xanh này nó khác lắm. Xanh này nó khác quá anh em ạ. Những cái phát cào của Mỡ khi mà Mỡ đã cầm được hai cái món trang bị lưỡi liềm thợ săn và cái kiếm diệt quỷ thì xô ôi, nó mà xiên cho nói thật với anh em là đến Atlas cũng chịu. Bởi vì ở thời điểm hiện tại cái kiếm diệt quỷ của Mỡ đã có thể gây sát thương được một cái lượng đam rất là lớn lên cái con Atlas bên phía của team bạn rồi. Đấy anh em thấy không ạ, cái con heo cướp này anh em chỉ cần vượt qua được cái giai đoạn đầu game, counter đi được Fanny là rõ ràng cái tầm ảnh hưởng của con heo cướp nó đâu đấy nó còn bá đạo hơn con Fanny là rất nhiều. Trong khi đó thì Fanny về cơ bản mình không ngăn được nó. Nói là counter một cách trực tiếp nhưng mình phải câm lặng được nó thì mình mới chơi được nó. Chứ bây giờ mình không câm lặng được nó mà nó liên tục có những cái tình huống đu dây ảo diệu như thế này thì mình cũng chỉ có thể gọi là phần nào đó để khiến cho nó không ganh được đồng đội của mình bằng việc bật chiêu cuối tắt tầm nhìn của nó thôi. Chứ nói thật với anh em là cái con Fanny bắt cái con này là hơi khó. Như ở đây này, Mỡ đang thấy có ai ở trong bụi không? Đó là hai thành viên là Veo là Fanny. Nhưng Mỡ lại rất may mắn, Mỡ nhảy thẳng vào Veo và tiễn Veo lên bảng điểm số khi mà anh ta chưa kịp làm gì cả. Và đây là Fanny anh em thấy không ạ? Bắt con Fanny. Fanny biết đu nha, Fanny biết đu nha. Đấy, không công lại bảo với tôi là ui xổ ôi, thằng Mỡ lại đi hành gà, lại chơi phải cái con Fanny không biết chơi, nó biết đu đấy anh em ạ. Anh em đừng bao giờ đánh giá thấp người khác, bởi vì là anh em nghĩ rằng là người ta gọi là những cái trận đấu mà Mỡ đang lên là những cái trận thắng, nên là anh em nghĩ là bọn nó đánh gà. Không anh em ơi, cái con Fanny kia nó đu tuôn quần luôn anh em ạ. Và ở thời điểm hiện tại Fanny cũng chưa bị hạ gục lần nào, Mỡ cũng thế, Mỡ cũng đang giữ được cho mình một cái KDA có thể nói cực kỳ xanh chín, chưa bị hạ gục lần nào cả. Ui Fanny tí nữa là tấu hài nha, hết nội năng nhưng vẫn ra cà khịa ở Mia ấy. Nhưng mà cái bà Fanny này có một cái vấn đề, đấy là Fanny này nó không bao giờ đi ăn rùa cả, và đây có lẽ là một cái thiếu sót khiến cho Fanny này nó vẫn còn ở một cái trình độ có thể nói là trung bình. Khi mà rõ ràng cái con rùa này nó sẽ mang đến sức mạnh cho Fanny là rất nhiều trong cái khả năng dồn đam và khả năng tự bảo vệ bản thân mình. Ok, Fanny đu ra anh em này, cầm lặng Fanny thì tiền đình. Thôi xong, một tình huống lao vào cầm lặng dây đủ lâu để khiến cho Fanny không được chơi. Đây là một cái pha cái con Alan nó xuất hồn anh em ạ. Nó mặc dù bị trói chân đấy từ vị trí của Odette nhưng trói chân không phải làm choáng, nó vẫn xuất hồn được. Và rất may khi mà Atlas không bị hạ gục ở trong tình huống xong. Ôi bây giờ nói thật với anh em là cái con heo cướp này nó khỏe quá rồi. Trận đấu này là Mỡ cũng đã đổi được một cái chút đồ đến từ cái con heo cướp, đó chính là Mỡ cầm con heo cướp viêm hỏa. Cái con heo cướp này anh em nhớ cầm bằng ngọc rừng anh em nhá. Và khi mà anh em cầm bằng ngọc rừng mà anh em cầm cái viêm hỏa này này, mà anh em trừng phạt cái địch cái bằng ngọc rừng ở đầu video clip Mỡ để cho anh em xem ấy, thì cái khả năng làm chậm của nó còn chẳng thua kém gì cái băng xuyên luôn anh em ạ. Thậm chí là nó còn ngang ngửa cái trừng phạt băng xuyên á. Bây giờ thì Mỡ không xài cái trừng phạt băng xuyên nữa rồi. Bây giờ ông nào mà cứ lên đam to là Mỡ ưu tiên Mỡ cầm trừng phạt viêm hỏa.
dồn sát thương cho nó sướng. Đấy, bây giờ là mỡ sẽ liên tục đi kiểm soát bùa tím nha, không cho Fanny một cái con bùa nào cả. Sau đó là mỡ khả năng cao sẽ hướng lên đường trên. Chắc là lên cho mình đó là cái trang bị gươm thất hải rồi sẽ đến cái súng nộ năng. Fanny bây giờ không có bùa không đi đánh nhau nữa, khá là thông minh. Nhưng nếu như không đi đánh nhau thì để mỡ húp nha. Sẽ là lao vào này thì ẩn thân với chúng tôi này. À cái con này, con cờ linh lên bảng đếm số. Team bạn bay màu 4 thành viên chỉ vì một cái lý do rất là đơn giản. Fanny không được chơi vì Fanny không có bùa anh em ạ. Đấy, cách counter Fanny và làm cho Fanny méo mồm. Đó chính là cái lối chơi mà mình phải đi trước đối phương một bước, anh em hiểu không ạ? Anh em càng hiểu được chất tướng của đối phương là bao nhiêu thì cái việc anh em có thể counter đi được lối chơi của kẻ địch và anh em biết trước được kẻ địch di chuyển như thế nào nó là bấy nhiêu. Fanny rõ ràng anh ta đã có được cho mình một cái lối di chuyển có thể nói là rất là kiểu gọi là chuẩn chỉ. Nhưng chuẩn chỉ là chưa đủ, bởi vì rõ ràng là mỡ biết được anh ta di chuyển như thế nào và mỡ đi ngược lại. Và còn đó mỡ counter được anh ta vào đây này. Đi đâu? À chạy à? Theo anh em Fanny có chạy về được không? Rồi đuổi thôi anh em, cứ thế mà vít ga mà đuổi rồi. Đi lùa trong bụi anh em nha. À đây, chạy vì chúng tôi này đứng ở giữa đường quốc lộ để mà dịch chuyển về. Mặc dù đã rất khéo anh em hiểu không ạ? Không đứng ở trong bụi gần mà chạy rất xa. Tuy nhiên là thằng mỡ được cái tính thù dai anh em ạ, mỡ đuổi lên là rất nhanh. Ơi nhưng mà thế trừng phạt mất rồi thì lấy gì ra để mà ăn cái con lót này bây giờ nhỉ? Chắc vẫn ăn được. Xiên đao đến từ heo cước là vẫn đau. Giao tranh được nổ ra mà không có Fanny không có cơ linh thế này thì đánh nhau gì? Đây là một tình huống giao tranh mà lấy 5 đánh 3 anh em ạ. Và như vậy là 4 thành viên bên phía của team bạn lên bảng đếm số. Trận đấu này nó đã bắt đầu có được cho mình đó là cái sự chênh lệch về trình độ rồi. Và chênh lệch trình độ đến từ đâu anh em? Đến từ người chơi đi rừng. Chắc chắn với anh em là như vậy luôn. Bởi vì là team bạn thì đang có được những cái sự áp đảo hơn về cái mặt đi đường. Việc Melissa quá xanh trong khi cái vị tướng Mia bên phía của team mỡ quá thọt là cái điều khẳng định cái điều đó. Trong khi đó đường trên thì Bruno với cả Kling đi nó cũng hòa nhau. Nên cái thằng đi rừng nó phải đóng vai trò rất là quan trọng anh em ạ. Thằng đi rừng mà khôn thì team anh em sướng. Thằng đi rừng mà khổ thì anh em thọt. Thằng đi rừng mà khôn thì anh em xanh chín. Còn thằng đi rừng mà thọt thì anh em xanh cỏ. Chỉ đơn giản nó là như vậy thôi anh em ạ. Đấy, một cái thế trận có thể nói là rất là dễ dàng ở trong những cái trận đấu của tựa game Mobile Legends cũng như là những cái dòng game trên di động này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ phải đánh khéo, bởi vì bây giờ chúng ta vào nhà của team bạn rất là khó. Team bạn nó bây giờ là trụ bắn đau lắm anh em ạ. Bây giờ chúng ta nhảy vào là chúng ta bị shutdown đấy. Cho nên là bây giờ chúng ta chỉ có đi tìm mồi thôi. Chúng ta chỉ có di chuyển tìm những cái tình huống mà chúng ta có thể lao vào hạ cũng như các thành viên đơn lẻ, hoặc là chúng ta phải tắt đèn để mà chúng ta đi push trộm anh em ạ. Đấy, nhưng mà mỡ đang tính xem gọi là cái phương án nào nó sẽ là phù hợp, vì ở thời điểm hiện tại là cái con lót phải tầm 100 giây nữa nó mới ra cơ. Bây giờ chúng ta có rất nhiều lựa chọn nhá. Một là đợi 100 giây nữa để ăn đi cho mình đó là cái con lót này. Hai là ép giao tranh bằng những cái tình huống đi ganh lẻ. Đây là cái điều mà heo cớt có thể làm rất là dễ dàng. Đấy, ví dụ trong cái tình huống này này thì heo cớt hoàn toàn có thể ép giao tranh này. Bruno đang bị dồn sát thương nha. Nhưng ở đây là mỡ đang thấy có Fanny. Fanny hết nội đăng thôi xong. Fanny cũng đi trở lại toát đấy. Fanny không có bùa tím anh em, đu trong tuyệt vọng thôi. Đáng lẽ ra Fanny mà thông minh ấy, nó chỉ cần đu lên một nhịp xong nó dồn chiêu cuối, nó cảm thấy không đủ mạng mà nó về luôn. Bởi vì Fanny không có nội đăng mà, nó cứ nghĩ là nó có nội đăng, cho nên đó là cái quyết định sai lầm đến từ người chơi đi rừng bên phía của team bạn. Mất Fanny rồi, team bạn có lẽ rằng sẽ là đánh nhau khó hơn. Mỡ sẽ đẩy ở đường dưới để tạo thành một cái thế lính nó ổn định hơn và ép bên phía team bạn một người về. Như vậy là 3-5. Đấy, bây giờ mỡ ra anh em ạ. Ba ông co cụm ở đây thôi xong anh em ạ, lao vào trừng phạt. Ui, một xiên lên bảng đếm số. Hai ông bay màu, ba ông bay màu. Rồi game này là easy rồi anh em ạ. 13-1. Một con heo cớt có thể nói là bất tử luôn anh em ơi. Fanny đu ra rồi lại đu về, mỡ sẽ tích stack. Đấy, đu ra quay lại. Thôi nội đang đu ra đây. À, đu ra đây này. Mạng thứ 14, heo cớt bất tử và end game tại đây. Chỉ đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về cách counter Fanny. Nhớ nha, đánh gặp Fanny là anh em phải đánh theo cái lối chơi giống như mỡ ạ. Nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên là để lại cho mỡ một like và đăng ký kênh anh em nha. Peace.